10:30 thì tiết học sẽ bắt đầu mọi người ạ. Cái lớp mà cái phòng mà mình học á thì đang có môn khác rồi á. Hay là mình kiếm một cái phòng trống, phòng này thì như là không có tiết học. Hay là mình nhảy vô đây mình ngồi mình ăn. Không dám quay cả mặt tại vì hôm nay cũng mất chút mọi người ơi. Bây giờ đang là bữa xế chiều của tụi tôi rồi. Tại vì buổi sáng thi xong mà không làm được bài mấy mọi người ạ. Nên là không có tâm trạng để quay tiếp. Nhưng mà đến cái lúc này thì cũng nhớ ra là quên mất chưa quay để kết thúc cái ngày hôm nay cho mọi người coi ấy. Thì sau khi thi xong á, tụi mình còn tới tận 2-3 tiếng đồng hồ sau thì mới bắt đầu cái môn của buổi chiều á. Nên là mình và bạn đã về nhà của mình để nghỉ ngơi. Xong rồi thì đi đến quán gần trường để ăn hamburger. Đây là sandwich của Subway á mọi người. Và sau khi ăn xong thì tụi mình cũng vào học bình thường. Nhưng mà tiết đó không có thi nên là mình không có quay lại. Trên đường về nhà thì mình đã ghé vô English Free để em mua kem dưỡng ẩm mọi người ạ. Sau một hồi được nhân viên tư vấn thì mình đã quyết định chọn em này, vì cái hộp của nó khá là xinh và cũng đang được giảm giá nữa. Mọi người ơi, đang định không quay nhưng mà ăn giữa chừng xong rồi thấy ngon quá, lại tiếc thế là lại quay. Hôm nay thì thèm thịt nướng nhưng mà không có ai đi ăn chung nên là mua gói về như thế này ăn cho tiện đấy mọi người. Cái này rất là gọi là gì nhỉ? Rất là ok á. Nhưng mấy cái thịt nướng này mình phải ra ngoài tiệm. Nếu mà ra ngoài tiệm thì mình phải đi 2-3 người ăn mới vui. Nếu mà đi một mình thì chắc chẳng ai đi ăn thịt nướng một mình đâu ấy. Nên là có mấy cái tiệm mà bán để phô trang mang về như thế này thì rất là tiện mà còn ngon nữa. Xong và được ra sớm ấy. Nên là mình quyết định là ở lại trường, ở cái chỗ mà mọi người ngồi tự học ấy, để kiểu ôn bài một chút cho môn thi của tuần sau. Tại vì hôm nay ngày mai thì mình phải làm, đi làm thêm khá là nhiều ấy. Sợ không có thời gian nên là tranh thủ ôn một môn trước. Tại vì hôm thứ hai tuần tới là mình phải thi 2 môn lận cơ. Đây là chỗ để cho mọi người ngồi tự học ấy. Ở trường có rất là nhiều chỗ như thế này thì mình thấy ngồi đây nó kiểu tập trung được hơn ấy. Chứ về nhà cái là mình chỉ muốn leo lên giường ngủ thôi, trời lạnh. Lúc nãy mình làm bài thi cũng khá là ok, đỡ hơn hôm qua. Mình vừa mới về nhà thay đồ để đi làm. Mình sẽ tới một cái quán ở gần chỗ mình làm thêm để ăn. Tại vì cái canh ở đó rất là ngon nên mình sẽ ăn canh thịt heo. Thấy sôi ngục ngục luôn mọi người ơi. Nhưng mà cái này ăn rất là ngon. Này. Sau khi ăn cơm xong thì lại bắt đầu vào công việc thôi mọi người ơi. Thường thì sau khi mà mình tới quán á, sẽ không có khách luôn đâu mọi người ạ. Mình sẽ tranh thủ lúc này để chuẩn bị đồ ăn này, kiểu chia sẵn các cái phần nhỏ ra để chút nữa mình dùng cho tiện ấy.
12 giờ trưa. Lý do hôm nay đội mũ là tại vì chưa gội đầu và đeo kính là bởi vì không kịp make up. Lá vàng, trời lá đỏ chứ, xinh ghê luôn mọi người ơi. Bánh. Bánh. Cà phê, cà phê. Cà phê nóng. Nóng. Nếu em nói cà phê nóng đúng không? Đúng. Cà phê nóng. Chị là hai chị cả em chị đều vào cái quán này. Mở có đỡ không? Bánh ngon à. Bây giờ thầy em chắc rồi sao mà. Ăn cái bánh cái khổ quá nó tèm lem rồi. Ừ, nhưng mà công trang nó có ra cái bánh là có cả chân trâu á. Còn rong. Ui, kính rong sướng vậy mà lại chuyển sang. Nói như vậy mà để ngồi một chút nữa đến 4:30 vào thi tiếp theo của ngày hôm nay à, nhưng mà mới hiện là hôm nay không có mang được thẻ học sinh nên là không thể vào thư viện được, nên là chắc là đi ra cái tòa mà trước đó tôi sẽ thi á, à, kiếm một chỗ ngồi để quay lại bài một chút thôi. Đây là phòng mà chút nữa tôi sẽ thi, nhưng mà tại vì chưa đến giờ mà giờ này thì cũng không có lớp nào học ở cái phòng này hết nên thôi quyết định vào đây ngồi luôn. Ngồi bên ngoài hơi lạnh đấy mọi người ạ. Chưa tới 6 giờ luôn ấy mà trời tối om rồi. Bây giờ đang suy nghĩ là về nhà nên ăn cái gì vào tối nay và sẽ phải tập trung thi cho một môn cuối cùng vào thứ 5 tuần này nữa mọi người ạ. Sắp thi xong rồi. Trời ơi lạnh quá. Pizza nha. Chồng nha mọi người, đeo để nhìn mặt cho đỡ ngu á. Cái này là mình mua cả cái luôn nhưng mà lấy về nó bị nguội ấy, nên là lấy có 2 miếng ra để quay trước, ăn thêm nữa thì sẽ quay thêm. Chinh 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 chinh. Có bạn nào nuôi mèo biết cách làm sao để cho cái mắt của con mèo đỡ yêu mèo không, hay là tại vì nó là mèo trắng nên nhìn rõ như vậy nhỉ? Hồi trước mình nuôi con mèo đen của bạn mình ấy, mình thấy mắt nó không nhìn rơi như con này đâu. Nào buổi sáng xong chỉ cần nó ngủ một giấc dậy thôi là nó sẽ xấu xí quá đi. Hồi trưa thì lúc mà thi xong một môn buổi sáng ấy là tụi mình cũng đi ăn phở rồi, lúc đấy mình quên mất mình không quay lại nên mình đã ăn bún chả. Thì học này mình phải lên trường học 100% đấy mọi người, cái thành ra là kiểu không sắp xếp được thời gian ấy, chỉ có đi học với đi làm là hết thời gian rồi. Ngày mình nghỉ thì được nghỉ làm thì cũng phải lên trường học đến tối mới xong, nên là không thời gian đi đâu cả. Hay là muốn đi đây đó chơi quay lại cho mọi người có thêm nhiều cái cho mọi người xem ấy, nhưng mà thực sự là không có thời gian để đi luôn. Có hôm mình nghỉ thì trời sẽ mưa, còn có hôm thì nghỉ nhưng mà không có ai đi cùng, mà kiểu đi chơi một mình thì thỉnh thoảng đi một mình cũng vui, nhưng mà nó cứ làm sao ấy. Nếu mà mình muốn đi với bạn cho nó dễ chụp hình rồi quay cảnh này kia. Nhưng mình nó hơi dày dằn. Rồi một hôm không make up. Hôm nay thì tôi sẽ thi môn cuối cùng của kỳ thi giữa kỳ này. Nhưng mà sáng hôm nay thì phải đưa con Sôm đến bệnh viện mọi người ơi. Nhìn nó nì à. Hôm nay Sôm sẽ đi phẫu thuật mọi người ơi. Phẫu thuật kết thúc đời con gái. Mình sẽ đưa nó đến bệnh viện để nó ở đó và phẫu thuật xong rồi tối mình sẽ đến đón.
tính tiền xong rồi nha mọi người. 350.000 won là khoảng 7 triệu nha mọi người. Trời ơi. Xin anh kéo miếng mì tương đen. Mì tương đen đấy ngon. Ngon à. Màu lá buồn như tâm trạng của tôi sau thi. Bye bye. Thi xong rồi mọi người ơi, vậy là hôm nay tôi đã thi xong tất cả các môn của kỳ thi giữa kỳ. Bây giờ mình sẽ đi đón Sôm mọi người ơi. Sôm ở bệnh viện người ta vừa nhắn tin cho mình, vừa gọi điện luôn á, kêu là Sôm đã phẫu thuật xong rồi, nên là bây giờ mình sẽ đi đón nó. Không biết sống sao rồi. Ôi, Sôm mới đi phẫu thuật về. Nhìn mặt Sôm mệt chưa? Sôm ơi. Thương quá à. Không biết là đang còn thuốc mê hay là nó mệt nữa mọi người ạ. Nhưng mà nó không dậy được luôn. Ôi thương quá. Kỳ thi giữa kỳ của mình thì đã kết thúc rồi, nhưng mà mình còn một bài phát biểu cho môn văn học hiện đại nữa. Tại vì buổi hôm nay cũng ngay sau buổi thi giữa kỳ nên là mình quyết định quay lại và cho vào cùng một cái video này luôn, cho nó hơi dài dài ra một tí mọi người. Lúc nãy mình đợi bạn á, để đi vô quán cà phê. Tại vì ngoài cái bài phát biểu hôm nay thì tụi mình còn một bài phát biểu nhóm nữa, nên là ra quán cà phê ngồi để làm chung. Này là hồi nãy vừa mới đi phô xong để hôm nay phát biểu. Hôm nay là mình phát biểu một mình thì phải phô cái này cho cả lớp. Đây là cái bài mà mình chuẩn bị xong rồi phô ra thôi, nhưng mà mình phô nhầm ấy nên là nó hơi đắt tiền. Là cái sự ngu ngốc đó mình muốn chia sẻ với mọi người. Đùa chút nữa sao. Thường ca sa là hát mà ca sa dài lắm, ca sa không hát được, ca sa phải ngâm thơ. Em thấy hả? Không, nhưng mà không như ca sa trước á chị, từ từ để em coi lại. Montecido các cô kêu cuốn sách này. Quên 5 phút, nghỉ 5 phút. Okay.
입니다. 아, 민정 작품의 작가는 이기영이라고 합니다. 성과라고 할 수 있습니다. 아, 여기까지 마치겠습니다. 감사합니다.